là hái dưa leo trồng trơn. Phải nói là dưa leo trồng trơn rất là sung nha các bạn. À, một cây là cho cũng phải là trên 20 trái, hái bữa nay là đợt thứ tư rồi, thứ hai ngày hái một lần. Hái cái giống như là liệu vàng vậy đấy.